Một cái nguyên nhân mà bệnh khớp của mình mãi nó không cải thiện ấy, đau gối, đau lưng liên miên, thay đổi thời tiết cái lại đau ấy, xong rồi chúng ta đổ lỗi cho là à, chúng ta có tuổi, chúng ta già rồi, hoặc là chúng ta đổ lỗi cho rất là nhiều thứ. Sau rồi chúng ta kêu là chúng ta dùng cái thuốc này, thuốc kia nó không đỡ, rồi chúng ta đi tìm năm châu bốn biển có cái loại thuốc nào ấy mà nó có thể là điều trị được luôn không, thì xin thưa là không đâu ạ. Trong cái nguyên tắc điều trị của bệnh khớp ấy thì chỉ điều trị để cho bệnh không tiến triển nặng thêm thôi. Đấy là cái nguyên tắc điều trị của tất cả các bác sĩ, trừ những cái bệnh khớp mà mang tính chất cấp tính. Nhưng mà đa phần hầu hết ấy, chúng ta không biết cách sửa tư thế, chúng ta cũng không biết cách giãn cơ, dẫn đến là chuyển thành mãn tính. Và cái thiên hướng điều trị vẫn là dùng thuốc và kết hợp với các phương án không dùng thuốc. Có nghĩa là khi điều trị thì chúng ta cần kết hợp giữa nhiều phương án chứ không phải một phương án. Và chúng ta đừng có kỳ vọng là à, một phương án này nó có thể giải quyết được cho chúng ta các vấn đề, điều đó không bao giờ có. Và ngay kể cả cái glucosamine ấy, nó rất là nổi tiếng trong các vấn đề liên quan đến khớp, và chúng ta có thể dễ dàng mua tại các siêu thị, thì chúng ta cứ dùng nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì bởi vì sao? Và khi sử dụng thì chúng ta cần phải hiểu cái bảng thành phần của nó, cũng như là khi sử dụng chúng ta cần phải phối hợp cái sản phẩm, tạo ra những cái liệu trình để nó có thể điều trị phù hợp. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ điều trị đơn lẻ như vậy thì làm gì có kết quả đâu. Nếu như mà cô bác anh chị gặp những cái vấn đề về khớp mà không biết cách điều trị, kết hợp các phương án như thế nào, ví dụ như chúng ta bị các vấn đề liên quan đến đau khớp gối, tràn dịch khớp gối, chúng ta bị thoái hóa, chúng ta bị thoát vị, mà chúng ta chẳng biết kết hợp như thế nào, cũng chẳng biết tập luyện ra làm sao, rồi cũng chẳng biết sử dụng cái gì, thì cứ nhắn tin hoặc là để lại một dấu chấm để bác sĩ Dung hỗ trợ kịp thời nha. Mình cứ càng để lâu thì bệnh của mình nó càng tiến triển nặng lên, và mình cứ để càng lâu mà mình không biết nguyên nhân và bản chất của nó thì cái bệnh của mình nó lại càng tiến triển nặng nề hơn nữa. Và dần dần ấy, cái bệnh nó cứ nặng lên và dẫn đến là rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta phải phẫu thuật này, rồi là rất là nhiều trường hợp chúng ta trở nên đau đớn và hạn chế vận động khớp. Các cái khớp của chúng ta dần dần theo thời gian nó bị biến dạng, và chúng ta trông chờ vào con, vào cháu, thì lúc này chính bản thân chúng ta đau đớn vất vả, và con cháu chúng ta cũng vất vả luôn. Thế nên là ngay bây giờ chúng ta phải hiểu nguyên nhân, bản chất và cái hướng điều trị, cái phác đồ kết hợp điều trị cho nó chính xác. Thì cô bác anh chị chỉ cần nhắn tin ngay bây giờ, gửi toàn bộ các kết quả xét nghiệm mà cô bác anh chị có, bác sĩ Dung sẽ hỗ trợ một một và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho cô bác anh chị.